Dũng xin chào tất cả các anh cần thủ đã đến với video 812 của shop em nha các anh. Và hôm nay tiếp tục một lô ISO hạ tay em mới vừa hạ nha. Có các độ dài từ là 4m5, 5m4 và 6m3 nha các anh. Có rất là nhiều mẫu nha, cần hai khúc Shimano xoắn gân này và một số mẫu lua máy đứng máy ngang đều có đầy đủ ạ. Đặc biệt là những cái dòng mà Shimano Badone nha các anh. Badone với lại Badrine này, Kenrap, cần lua Kenrap ạ. Và cuối video sẽ một cây cần câu lục 3 khúc, độ cứng là BX nha các anh, chiều dài là 4m25, cứng BX em sẽ lên ở cuối video. Và một số những cái mẫu hộp phụ kiện nha, hộp phụ kiện nhỏ như này để em sẽ lên ở cuối video, các anh nhớ đón xem nha. Và đừng quên cho kênh em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, vì bên em thì hàng hóa về liên tục nha các anh, từ máy cho đến cần với cả phụ kiện về rất là nhiều. Là các anh đăng ký kênh để xem những cái video sớm nhất nha. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em ghi bên góc trái màn hình là 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên thì em sẽ có những cái combo mồi mồi lua nha các anh, mồi lua nhái hơi này. Con nhái này thì nó sẽ có chiều dài là 6 cm, còn trọng lượng của nó sẽ là 14 g nha các anh. Chiều dài 6 cm, trọng lượng 14 g, màu sắc đây, rất đẹp nha, rất là bắt mắt luôn. Sặc sỡ này, thu hút cá và trị cá nhát tốt nha các anh. Nó sẽ có một cái mồi thì để tạo sóng này. Một cái mồi thì bên dưới tạo sóng, thu hút cá. Và hai lưỡi nha các anh, hai lưỡi đều có ngạnh hết. Hai lưỡi có ngạnh cho mình ạ. Và combo mã số 1 sẽ là 5 con mồi, 5 con nhái hơi nha các anh. Combo mã số 1 có giá là 99.000 5 con này nha. 99.000 5 con. Màu sắc thì lộn xộn nha các anh. Màu lộn xộn không chọn. Và tiếp theo mã số 2 sẽ là dây dù bi của hãng Shimano ạ. Dòng Shimano Pitbull nha các anh. Đây là size số 9. Size dù số 9 và một cuộn như này sẽ là 100m cho mình. Thông số tải cá của nó là được 21.5kg nha các anh. Pitbull size 9, 21.5kg này. Sợi dù cực kỳ chắc chắn nha các anh. Và cái dòng này thì nó sẽ sử dụng công nghệ là bện 4 sợi dây vào với nhau. Rất dai, rất chắc ạ. Một màu như này thôi nha, một màu xanh. Để các anh xem. Dù to, câu biển, câu săn hàng nha các anh. Pitbull size 9 và combo 3 hộp. Combo 3 cuộn dù này sẽ có giá là 99.000 mã số 2 nha. Combo 3 cuộn 99.000 mã số 2 ạ. Và tiếp theo số 3, hôm nay em về được hai cái cuộn cước Nhật nha các anh. Hai cuộn cước Nhật xịn để các anh câu lua nè. Câu lua hoặc là mình câu ISO, câu đơn đều được, nội địa Nhật, made in Japan. Một cuộn sẽ là 2 chấm, còn một cuộn 2.5 nha các anh. Em sẽ giới thiệu trước cuộn 2 chấm này. Gosen, một cuộn như này là 170m ạ. Và giá bán bên Nhật 900 yên một cuộn này nha các anh. Cước xịn, cước Nhật xịn nha. Bên nhỏ bán 900 yên một cuộn. 2 chấm với 2.5 thì mình vẫn câu lua được nha các anh. Lua đơn thoải mái hoặc câu ISO. Cái này nó sẽ có nhiều màu. Nhiều màu bên trong nha. Sợi cước dai này, mịn, chắc chắn nha các anh. Size 2 chấm. Này, đây là size 2 chấm nha. Và tiếp tục là cuộn 2.5. Thì cái màu sắc nó cũng như vậy nha các anh. Nó chỉ trên lệch một tí xíu thôi. Và cái này size lớn hơn một tí, size 2.5. Và chiều dài là 220m nha các anh. 220m. Nếu mà mình vào máy lua, mình vào máy lua, nếu các anh lua khoảng tầm 70m thôi thì vào được cả ba con máy nha các anh. Lua 70m là rất là nhiều, lua thoải mái. Và combo 2 cuộn cước Nhật này sẽ có mã số 3 giá 250.000. 250.000 mã số 3 ạ. Và tiếp theo mã số 4 thì em sẽ có một cái mẫu kìm đa năng để các anh vừa gấp cá này, gỡ lưỡi hoặc là mình bấm cước nha, bấm cước đều được hết. Các anh xem chiều dài của nó thì là 18 nha các anh, 18 cm, và chất liệu sẽ là thép chống rỉ ạ. Cái này các anh đã qua sử dụng á thì mình chỉ cần vệ sinh thôi. Vệ sinh khô ráo như này và các anh giữ được rất là lâu nha, không có rỉ sét nha. Phần tay cầm thì nó bọc da này, nó cầm êm tay, nó chắc, không có trơn trượt nha các anh. Một cây kìm đa năng rất là phù hợp để các anh mang đi câu ạ. Hàng mới, cái này hàng mới, chưa có qua sử dụng. Và mã số 4, mã số 4 cây kìm này có giá là 90.000, mã số 4 nha các anh, giá 90.000 cây kìm đa năng. Tiếp theo mã số 5, số 5 thì em sẽ giới thiệu đến các anh là con mồi câu dít nha, mồi to này để mà câu dít. Sẽ giới thiệu từng con. Thì nó sẽ có trọng lượng là 25g nha các anh. Mồi câu dít 25g. Cái này thì mình về chỉ cần thay lưỡi thôi. Còn cái phần thân mồi đó, nó không có bị dập gãy gì hết nha các anh. Lưỡi thì theo năm tháng.
nó sẽ có bị reset nè, mình về chỉ cần thay lưỡi là được. Vì mùa vít này nếu các anh mua mới thì cũng rất là đắt nha, 200.000 một con, 200, 250. Để các anh xem. Về chỉ cần mình thay lưỡi câu thôi, chứ phần thân của nó cũng không có dập gãy gì hết. Trọng lượng thì là 25 g. Và mã số 5 ạ. Mã số 5 combo 2 combo này có giá là 250.000, mã số 5 nha các, giá 250.000. Và tiếp tục là mã số 6. Số 6 một con máy lu ngang tay trái nha các. Bắp cắt tin riêu, máy lu ngang tay trái này. Tay quay của nó sẽ dạng tay quay đôi, tay quay kim loại. Và đây sẽ núm sơ bun để các anh cân chỉnh mồi nha, cân chỉnh độ nặng nhẹ này. Lô cước, xả cước nha các. Xả cước ở đây. Và khi mà mình xoay á, thì cái nút xả cước nó sẽ tự bật lên nha. Nút xả cước tự bật lên nè. Con máy này nó sẽ chạy 5 cộng 1 bạc đại nha các. 5 cộng 1 bạc đại, có con lăng chia cước luôn, vẫn còn hoạt động rất là tốt. Và vòng tua của máy là 6.3 nha các. Vòng tua 6.3. Sử dụng hệ thống phanh từ này, cực kỳ mượt mà nha các. Trong phân khúc giá tầm trung thì con máy lu ngang tay trái này sử dụng rất là tốt, rất là bền nha, cầm cực kỳ đầm tay luôn. Và mã máy số 6, mã số 6 nha các, vòng tua 6.3, trọng lượng 214 g, có đi kèm hộp ạ. Mã số 6 giá 550.000, mã máy số 6 có giá là 550.000. Tiếp theo mã số 7. Số 7 là một con máy to nha các, dòng Dawa Million Max ạ. Dawa Million Max 8.000 nha các. Đà 8.000 này chỉ là cái tên máy thôi, còn size thực của máy size khoảng tầm là 14.000, 12 đến 14.000 con máy này. Máy to nha các. Và máy này thì nó sẽ dạng máy full hợp kim này, tay quay cũng là kim loại luôn. Một chiều sẽ có chốt chặn. Quay vẫn rất là mượt mà nha các, quay một chiều sẽ có tiếng kêu. Nhược điểm duy nhất là bị gãy cái lẫy bật hai chiều, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì đến hoạt động của máy nha các. Vì có chốt chặn một chiều là mình xoay cước vào, thu cước vào nè. Đấy, kể cả vào vòng mình xả cước thì các anh cứ gài cước này, gài cái gài cước này lên là xả cước được. Đấy, nó không có cần dùng đến lẫy hai chiều nha các. Còn nào mà mình biết độ chế bảo dưỡng á, thì mình có thể lắp cái lẫy khác vào. Dawa Million Max, hàng nội địa Nhật ạ. Và số cước số 8 và 310, cước số 10 vào 250, 12 thì vào 210, còn 14 sẽ vào 190 nha các. 14 vào được 190 Million Max. Dòng máy này thì nó sẽ chạy 3 bạc đạn và vòng tua là 4.3. Vòng tua 4.3 nha các. Đây là cái nút bật tắt tiếng kêu nè, nút bật tắt tiếng kêu vẫn còn hoạt động tốt luôn. Và mã máy số 7. Mã số 7 con máy này sẽ có giá là 900.000 nha các. Mã số 7, giá máy này là 900.000 ạ. Và tiếp theo thì em sẽ lên cần đây, cây đầu tiên. Cây cần đầu tiên là một cây dòng carbon rod nha các. Chiều dài của cây này sẽ là 7m2. Cần câu tay carbon rod, phôi carbon xoắn từ lóng ngọn đến lóng gốc bên ngoài luôn. Nó sẽ xoắn tất cả các lóng như này, xoắn tất cả các lóng luôn nha các. 7m2 nhưng mà trọng lượng thì chỉ có 295 g thôi, quá nhẹ nha, quá nhẹ so với phân khúc giá tầm này luôn ạ. Nhưng mà phôi thì dày nè, ra cần thẳng tưng nha các, độ cứng 5H. Độ cứng 5H nè, đầu bu xoay 360 độ chống xoắn, chiều dài cần 7m2. Và ngọn sẽ là 1.1 ly. 1.1 ly trọng lượng 295 g, mã cần số 1 giá 650.000. Mã cần số 1 giá 650.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2 sẽ một cây xô hạ tay nha các, dòng Master. Chiều dài cần sẽ là 5m4, độ cứng 1.5 ạ, hãng Suyumi này. Suyumi Master 5m4, cứng 1.5 nha các. Và ngọn của cây này sẽ là ngọn 1 ly. Ngọn cần ngọn 1 ly, phôi carbon xoắn này. Nó cũng xoắn tất cả các lóng luôn, từ ngọn. Từ lóng thứ hai này thì nó sẽ có cái màu nước sơn màu bạc như này nha các. Màu nước sơn màu bạc như này. Các lóng này đẹp nha. Nãy giờ cái lóng mà em rút ra để các anh xem á, đều còn mới hết, không thấy xây xước gì mấy luôn. Độ mới cao 95% ạ. Và độ cứng là 3H nha các. Cứng 33.5H. Ngọn 1 ly trọng lượng 250 g. Và mã cần số 2 giá 480.000. Mã số 2 giá cần 480.000. Còn còn đẹp nha các. Phô carbon luôn, vừa nhẹ vừa cứng. Và tiếp tục là mã số 3. Số 3 sở một cây ISO hạ tay dài 5m4 nha các. 5m4 và cây này có độ cứng là 2, dòng Super Carbon này.
54 cứng 2. Ngọn sẽ là 1.2 ly. Ngọn cần ngọn 1.2 ly nha. Phô xoắn từ ngọn. Nó sẽ có cái màu nước sơn là màu nâu. Màu nâu như này. Màu nâu như này nha các. Phô carbon xoắn dài 5m4 cứng 2. Đo cần sẽ là 1.2 ly. Và trọng lượng là 215g. Mã cần số 3 ạ. Mã số 3 và giá cần là 500.000. Chất liệu carbon xoắn mã số 3 nha các. Giá 500.000. Các muốn xem chi tiết hơn thì có thể kết bạn Zalo với em. Số điện thoại ghim bên góc trái là 0933 111 365 nha các. Số điện thoại và số video nha. Tiếp theo mã số 4 sẽ là một cây Daiko ạ. Daiko 5m4 độ cứng 2. Đây mời các xem. Cần ISO hạ tay nha. Đã quấn chỉ nha. Quấn chỉ tất cả các đầu lóng cho mình để mà bo chống nổ nha các. Cây này thì đọt sẽ là đọt 1 ly 3 nè. Đọt 1 ly 3. Phôi carbon xoắn. Cũng xoắn tất cả các lóng luôn. Từ ngọn đến lóng gốc bên ngoài. Chi tiết hơn hoặc các muốn xem độ nảy của cần thì mình liên hệ em nha. Liên hệ em qua số điện thoại hoặc là số Zalo. Em sẽ gửi thêm hình ảnh và thông tin chi tiết. Ngọn 1 ly 3, trọng lượng 200g và mã cần số 4 giá 650.000. Daiko 5x4, mã số 4 giá 650.000. Và tiếp theo mã số 5 nha các. Số 5 sẽ một cây 5m4 độ cứng 3 ạ. 5m4 cứng 3. Carbon xoắn các lóng nè. Quấn chỉ đầy đủ hết nha các. Quấn chỉ đầy đủ. Bo chống nổ các về chỉ việc đi câu thôi, rất tiện. Phôi xoắn từ ngọn. Và ngọn cần sẽ là 1.3 ly ạ. Cái này có ngọn là 1.3 ly. Và trọng lượng sẽ là 278g nha các. 278g. Cái này cứng tầm 3 đến 3.5H. Và mã cần số 5 ạ. Mã số 5 giá cần là 600.000. Mã cần số 5 nha các. Giá 600.000. Và 5m4. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 sẽ một cây xô hạ tay dài 5m4 nha con. Hôm nay 5m4 rất là nhiều nên mình thoải mái tham khảo lựa chọn nha. 5m4, ngọn 0.8 ly ạ. Ngọn cần 0.8 ly. Này mở ra xem nha. Đã quấn dù ở đầu cần nha các. Mình về chỉ việc đi câu thôi, quá tiện. Bắt đầu từ lóng thứ 3 nè. Năm mét tư và cần có 6 lóng tất cả ạ. Carbon xoắn các lóng. Ngọn là 0.8, trọng lượng 254g. Mã cần số 6. Mã số 6 và giá cái này sẽ là 500.000. Mã cần số 6 giá 500.000 ạ. Và tiếp tục mã số 7 nha các. Số 7 sau một cây 5m4 có độ cứng là 1 nha. Korea xuất sang Nhật. 5m4 cứng 1. Cũng là ISO hạ tay luôn nha các. Những cây này nó không có quá cứng nha, không quá cứng, đọt nó ra thẳng nhưng mà nó có cái độ nảy rất là tốt nha các. Khi mà mình dòng cá thì sẽ có cảm giác này, không có bị quá cứng đâu. Phôi lóng đẹp, ngoại hình nước sơn tốt nha các. 5m4, độ cứng 1. Và ngọn sẽ là 0.8 ly ạ. Ngọn 0.8 ly, trọng lượng 238g. 238g nha các. Mã cân số 7 và giá của cây này sẽ là 550.000. Mã cân số 7 giá 550.000 ạ. Tiếp tục mã số 8, một cây Simat 5m4 cứng 2 nha các. 5m4 cứng 2. Rockstar này. Phôi carbon luôn. Những cái này thì chỉ là hạ khuyên thôi nha các. Chứ cần thì cũng không có dập hay gãy gì hết. Không dập không gãy. Cái này hạ hiện tại đọt to nè. Đọt 1 ly 3. Đọt 1 ly 3. Với lại hàng bãi đã qua sử dụng thì nó sẽ không có tránh khỏi được hao hụt đâu nha các. Xây xước với hao hụt thì không tránh khỏi. Nhờ quan trọng là các cái lóng còn lại nè. Nó không dập không gãy gì hết. Vẫn sử dụng tốt ạ. Đọt 1 ly 3, trọng lượng là 285g. Và mã cần số 8 ạ. Mã số 8, cây này sẽ có giá là 650.000. Mã cân số 8 giá 650.000. Tiếp tục là mã số 9 nha các. Số 9 một cây Olympic ạ.
Olympic 5m4 độ cứng 1 nè, qua tiết carbon. Cái này thì có ngọn là 0.6 ly. Cái này thuộc dạng cần câu cảm giác nha các. Là 0.6. Độ mới cái này cũng khá khá nha các, cũng được 90%. Còn được 90. Olympic 5m4 cứng 1, hạ tay tầm 3H ạ. Và ngọn sẽ là 0.6, trọng lượng 190 g, mã cần số 9. Mã số 9 và giá của cây này là 550.000, mã cần số 9 ạ, giá 550. Tiếp tục là mã 10 nha các, mã 10. Một cây của dòng Silta Hàn Quốc xuất sang Nhật ạ. Silta 5m4 độ cứng 1 nha các, phô xoắn 7 cá, xoắn 2 da nè. 5m4 và cần sẽ có tổng cộng là 6 lóng. 6 lóng tất cả. Carbon xoắn từ lóng thứ 2 nha các. Xoắn từ lóng thứ 2. 5m4 cứng 1. Ngọn là 0.8 ly, còn trọng lượng là 198 g nha các. 198 g. Mã cần số 10 ạ. Mã 10 và giá của cái này là 550.000. Mã cần số 10 nha các, giá là 550.000 ạ. Và tiếp theo là mã 11 nha các. 11 sẽ là một cây xô hạ tay chiều dài 5m4. 5m4 cứng 1 luôn. Carbon rod nha các. Và đọt của cái này là đọt 1 ly mốt ạ. Đọt 1.1 ly. Căng xem. Cũng còn được tầm 80-85% nhé, chứ không có xước sâu, không ảnh hưởng đến lóng bên trong đâu ạ. Và cái này ngọn là 1.1 ly, trọng lượng sẽ là 154 g, mã cần số 11. Mã cần 11 nha các. Giá cần là 550.000, mã cần 11 giá 550. Tiếp theo mã 12 là một cây Daiwa Carbon Whisker ạ. Chiều dài 6m3 cứng 1. Carbon Whisker nha các. Chất liệu carbon xoắn ít, nó sẽ xoắn ít lóng bên ngoài này và những cái lóng bên trong, một vài lóng bên trong. 63 cứng 1. Thu gọn của cây này là tầm 1 mét nha các, mét hơn xíu, 7 lóng. 6m3. Carbon Whisker ạ. Và ngọn con cho ngọn 1 ly. Ngọn 1 ly. Xoắn ít từ lóng thứ 2 nha các. Mà đang xem ạ, xoắn ít từ lóng thứ hai, ngọn 1 ly và trọng lượng của cây này là 213 g. 213 g. Mã cần số 12 ạ. Mã cần 12 và giá cây này là 1.150.000, mã cần 12 có giá là 1.150.000 ạ. Và tiếp theo mã cần số 13 nha các, sở một cây cần 2 khúc khoảng Shimano ạ. Shimano chiều dài 2m7. Chất liệu sao carbon xoắn gân ít nha các. Xoắn gân ít như này. Mà các xem nè, khuyên thì là khuyên Fuji xứ xám, có phát quang ạ. Fuji loại xứ xám, 2m7 và độ cứng thì nó khoảng tầm là 70 nha các. Hãy các đợi một tí. Đúng rồi, độ cứng của cái này tầm 70. Cái câu sông, câu hồ hoặc là cá tra, cá chim đều được nha. Shimano 2 khúc nè. Và bát là dạng bát vặn, bát Fuji, chữ vàng bát vặn, carbon xoắn toàn thân luôn. Ngọn cần sẽ là 2 ly 4, trọng lượng 290 g nha các anh. Và mã số cần 13. Mã 13 cái này có giá là 1.250.000, cần 2 khúc Shimano 2m7 nha. Mã 13 có giá là 1.250.000 ạ. Và tiếp theo là mã 14. 14 sợ một cây cần lưu rút khoảng NFT nha các anh. NFT Enos Shuttle Shot này. Chiều dài của cái này sẽ là 3m3, cần có 3 lóng. Độ cứng là M nha các. Có mã có check đầy đủ. 3m3 cứng M. Bát Fuji chữ vàng giảm mắt vặn. Tay cầm cái mút nè. NFT Enos. Có nắp chụp đi kèm nha các. Và đặc biệt cái này toàn bộ dòng khuyên là khuyên Fuji xứ xích hết, khuyên xịn nha. Dạng cần đu rút, khuyên xịn, Fuji xứ xích nè.
Đầu bu cũng là đầu bu xứ xích luôn nha các. Đầu bu Fuji xứ xích. Carbon xoắn từ ngọn và nó có đựng vị khoen nha. Có đựng vị khoen cho mình. Lu rút NFT ạ. 33 lóng này, độ mới thì còn được khoảng tầm 85% nha các. Còn tầm 85%. Khoen xứ xích. Chống mài mòn dây nha, ra dây rất là mượt mà. Và mã cần số 14, trọng lượng là 198 g, mã 14 giá 1.550.000. Mã cần 14 giá là 1.550.000. Tiếp theo 15 sở một cây lu máy ngang nha các, dòng beginner này, 1m8ML. Tải mồi 1/8 đến 5/8 OZ, tải cá 8 đến 10 LB nha các. 8 đến 10 LB. Khoen của nó thì là dạng khoen hãng nha, nó sẽ không có cái lọ sứ bên trong. Khoen hãng. Đồng 1.7 ly, trọng lượng 104 g ạ. Khách hãng bắt vận. Máy ngang sẽ có tay cò bên dưới nha các. Tay cầm mút ạ. 8 cứng ML. Tải mồi 1/7 đến 1/4 OZ. À không, em nhầm nha các. Tải mồi là từ 1/8 đến 5/8 OZ nè, tải cá 4 đến 10 LB nha. Nó tải khoảng tầm là trên dưới 5 kg cá. Trên dưới 5 kg cá. Và cái này cũng còn mới luôn, mới được 90-95% nè, không, hầu như là không xây xước gì mấy luôn nha các. Đồng 1.7 ly, trọng lượng 104 g. Mã số 15 và giá cần là 500.000. Mã 15 giá cần 500.000 ạ. Tiếp theo là mã 16. 16 là một cây Shimano Bud One nha các. Shimano Bud One HG. Chiều dài cây này là 1m68. 1m68 cứng L đến ML, của Hàn Quốc xuất sang Nhật. Có mã có tem vàng này. Tải mồi thì từ 2 đến 10 gram, tải cá 4 đến 10 LB nha các. 4 đến 10 LB. Bát đây. Tay cầm cán gỗ bần nha các. Cán gỗ bần. Khoen sẽ là Fuji lọ sứ đen dạng khoen hai chân ạ. Và ngọn cần 1.4 ly, trọng lượng 68 g. Mã số cần là 16 nha các. Cái này có mã số 16, giá là 800.000. Shimano Bud One, mã cần 16, giá là 800 ạ. Và tiếp tục là mã 17 nha các. 17 một cây Shimano máy ngang luôn, Bud One. Chiều dài là 1m89, hàng China xuất sang Nhật, có mã có tem vàng ạ. Tải mồi thì 7 đến 21 gram nha các anh, còn tải cá 10 đến 16 LB. Bắt máy ngang sẽ có cái phần tay cò bên dưới nha, còn mình đặt con máy nằm bên trên. Tay cầm cánh bần. Và khoen xả Fuji lọ sứ đen. Khoen Fuji sứ đen. 1m89 nha các anh, 1m89 cứng M. Và cái này ngọn cần sẽ là 1.6 ly. Trọng lượng 130 g, mã cần số 17 nha các anh. Mã 17 giá 1.150.000. Mã cần 17 giá 1.150.000. Tiếp theo mã 18. 18 Shimano Bud One ạ. 1m74 nha các anh, và cái này cứng M luôn. Tải mồi thì 7 đến 21 g, còn tải cá là 12 cho đến 20 LB. Hàng China xuất Nhật, có mã cốt và tem vàng ạ. Máy ngang sẽ có tay cò bên dưới nè, và bát là dạng bát vặn. Tay cầm cánh bần nha các anh. Khoen Fuji loại sứ đen Shimano Bud One ạ. Và ngọn là 1.8 ly, trọng lượng 117 g, mã cần số 14. À không, mã 19. Mã cần, đợi em tí nha. Mã 18 nha các. Mã 18 và giá của cái này là 800.000. Mã 18 giá 800 ạ. Và tiếp theo là mã cần 19. 19 nha các. Sẽ là một cây Kenrap nha, Kenrap Ocean Blue nè. Cái này nó có chiều dài là 1m98, cứng M. 1m98 là nó gần 2m đấy nha các. Cứng M. Lưu kênh đáp, khoen thì toàn bộ là khoen Fuji xứ xích hết, khoen hai chân. Đầu bu cũng vậy ạ. Khoen Fuji xứ xích. Và đọt của cái này đọt 1.8 ly nha các. Là 1.8 ly, trọng lượng 145 g. Và mã cần số 19, giá 1.250.000. Mã 19 giá 1.250.000 ạ. Đu kênh đáp. Tiếp theo 20. Tiếp theo mã cần 20 là một cây lua 2m4 nha các. Glass rod này, lua 2m4, chất liệu carbon xoắn dạng caro. Và khoen thì là khoen hãng nha. Khoen là dạng khoen hãng. Bát cũng là bát hãng luôn, bát vặn ạ. Tay cầm mút. Khoen bát hãng. 2m4 và cây này cứng tầm là M nha các. Cứng M, đọt thì nó cũng khá là to, đọt 2.1 ly.
Trọng lượng sẽ là 187 g và mã cần số 20. Mã 20 nha các anh, giá cần 600 nghìn. Mã cần 20 giá 600 ạ. Và tiếp theo mã 21. 21 sẽ một cây lu Dawa Phantom ạ. Lu Dawa Phantom chiều dài 2m4, độ cứng M. Và cái này là hàng China xuất sang Nhật nha các anh. Thông số tải mồi thì từ 7 cho đến 28 g, còn tải cá là 8 đến 16 lb này. 8 đến 16 lb. Còn câu lu máy đứng Dawa Phantom. Tay cầm của nó là cán bần nha các anh. Cán gỗ bần và khoen thì cũng là khoen Fuji xứ xích luôn, khoen đẹp nha. 2m4, cứng mờ. Nước sơn sẽ là màu xanh rêu nha các anh. Dạ, màu xanh rêu, đọt 1 đọt 2 ly, trọng lượng 180 g và mã cần 21 ạ. Mã 21 cái này giá 1.800.000. Dawa Phantom mã 21 giá 1.800.000. Và tiếp theo là mã 22. 22 là một cây lu 3m nha các anh. Còn câu lu máy đứng chiều dài 3m của Vietnam, hãng Vietnam ạ. 3m cứng M luôn. Tải mồi thì từ 14 đến 60 g, tải cá 8 đến 20 lb. Khoen ba chân này Fuji loại xứ xám nha các anh. Fuji xứ xám, đầu bu là đầu bu xứ xích nha. Đầu bu xứ xích chống xoắn dây. Khoen thì khoen xứ xám cho mình. Còn câu lua 3m. Bát Fuji chữ vàng, bát vặn, còn tay cầm là dạng cán gỗ bần nha các anh. Cán gỗ bần. Và cây này có ngọn là 2 ly 2, trọng lượng 246 g. Mã cần số 22. Mã 22 giá 900.000, mã cần 22 giá 900 ạ. Tiếp theo mã 23 sẽ là một cây cần 3 khúc nha các anh. Cần 3 khúc dây trong lên khoen Dawa Holder Lock ạ. Chiều dài 3m5, độ cứng 50. 3m5 cứng 50 nha các anh. Có mã cóp đầy đủ luôn. Khoen thì là khoen Fuji loại sứ đen này, dạng khoen ba chân. Khoen Fuji loại sứ đen. Và ngọn cần 2.5 ly, trọng lượng 408 g ạ. Dawa Holder Lock nha các anh. Có khoen để mà buộc dây bảo hiểm luôn. Còn 3 khúc Dawa Holder Lock. Và trọng lượng 408 g nha các anh. Mã cần số 23 và giá cái này sẽ là 600.000. Mã cần 23, giá cần 600.000 ạ. Và tiếp theo mã 24 nha các anh. 24 sờ một cây cần 3 khúc, cũng là dòng dây trong lên khoen luôn nha. Cây này 3m6, cứng 50. 50 thì các anh câu sông, câu hồ đều đánh thoải mái rồi. Ngâm lăn xê nha, câu thoải mái. Bát Fuji nè, bát vặn. Còn cái phần gốc này bên dưới nó sẽ có khoen để mà buộc dây bảo hiểm nha các anh. Khoen buộc dây bảo hiểm 3m6, độ cứng 50. Và toàn bộ dàn khoen đi kèm là Fuji loại sứ đen, đầu bu cũng vậy nha các anh. Đầu bu Fuji luôn, sứ đen nè. Và ngọn của cái này là 2 ly 3, trọng lượng cần sẽ là 398 g. Mã cần số 24. Mã 24 và giá cần 600.000 nha các anh. Mã 24 giá 600. Và tiếp tục là mã 25. Một cây cần câu lục nha. Cần câu lục 3 khúc, chiều dài 4m25 và độ cứng là độ cứng BX nha các anh. Tương đương tầm 33. Asino này, Yamashidai 4m25. Chất liệu toàn thân sẽ là carbon xoắn X nha các anh. Sẽ là carbon xoắn X toàn thân như này. Khoen thì là Fuji lọ sứ đen ạ. Fuji sứ đen. Carbon xoắn X cho mình. 4m25 nha các anh. Và cây này có đọt là 3 ly 2. Còn trọng lượng á, nó sẽ là 630 g ạ. Canh câu lục xa bờ thoải mái nha. 630 g nha các anh. Mã số 25 giá cần là 1.850.000. Mã cần 25 giá 1.850.000 ạ. Và tiếp theo thì em cũng sẽ gửi đến canh một số mẫu những cái hộp phụ kiện nha. Hộp phụ kiện à, đầu tiên một cái hộp bé xíu như này nha các anh. Có thể đựng những cái phụ kiện nhỏ, mồi câu này, phao chì đi kèm. Trong này thì nó có sẵn một cái con mồi, mồi mực này và lưỡi câu. Lưỡi câu thì rất là nhiều nha các anh. Có sẵn tới 3-4 con mồi luôn nha. 4 con mồi. Và những cái thanh chụp để mà canh quấn lưỡi này. Mình thấy những cái lưỡi này cũng còn rất là mới, mình về đi câu được nha các anh. Về đi câu được luôn. Rất là đẹp nè. Những cái túi lưỡi mới chưa có qua sử dụng luôn ạ. Toàn là lưỡi gôn nha các anh. Lưỡi xịn đắt kỳ nè, Misaki nè. Đa số đều là lưỡi gôn hết. Lưỡi gôn rất là nhiều. Và có cả mồi nữa nha các anh. Và hộp này thì em sẽ đánh lại từ mã số 1 nha.
Mã hộp số 1 có giá là 250.000. Mã số 1 nha các anh, giá là 250.000. Và tiếp theo số 2 ạ. Số 2. Mình mở xem. Ở bên trong thì bên trên này nó sẽ có một cái ngăn, một ngăn để mà mình đựng phụ kiện nè. Còn bên dưới, bên dưới cũng đựng được nha các anh. Lưỡi câu đi kèm đây. Được 7 vĩ lưỡi câu nha các anh. 7 vĩ này nếu mà bán lẻ bán combo thì nó cũng đã 150 rồi nha các anh. Đã 150 nè, chưa tính cái hộp nè. Toàn là lưỡi mới chưa có qua sử dụng, thẻo nha các anh, thẻo. Và cái dây mà buộc á là dây dù nha. Dây dù luôn ạ. Một ngăn trên, một ngăn dưới như này. Rất nhỏ gọn, đẹp nha các anh. Cái hộp này bé xinh nè, đẹp. Mã số 2, hộp mã số 2. Và hộp này có giá là 250.000, hộp mã số 2 nha các anh, có giá là 250.000. Và tiếp tục là mã số 3 ạ. Số 3. Đây mở xem. Nó sẽ có rất là nhiều ngăn như này luôn, nên mình đựng tiện này. Chì, phao, hạt chậm, những cái phụ kiện hoặc phụ kiện nào lớn quá thì các anh để ngăn bên dưới. Bên dưới cùng. Hộp mã số 3 này có giá là 250.000 nha các anh. Hộp mã số 3 có giá là 250.000. Và tiếp theo mã số 4, đặc biệt hôm nay một cái hộp đa qua luôn nha các anh. Đa qua Linker Box này. Hộp phụ kiện chính hãng đa qua. Bên trong thì nó sẽ có rất là nhiều ngăn, nó được chia ra như này luôn nha các anh. Rất nhiều ngăn được chia ra như này. Căn đóng á, mình đẩy cái thanh này vào là được nha. Thùng đa qua ạ. Và chiều dài của nó sẽ là 37cm nha các anh. Chiều rộng thì là 23cm. Đa qua nội địa Nhật nha các anh. Japan này. Mã thùng này là số 4 nha. Mã số 4 có giá là 600.000. Mã số 4 có giá 600 nha các anh. Hộp phụ kiện đa qua. Và tiếp tục là mã số 5. Mã số 5 này. Một cái thùng phụ kiện luôn nha các anh. Đây để em đo cái kích thước. Chiều dài thì nó là 28cm. Còn chiều rộng thì nó được 15cm nha các anh. Rộng 15cm ạ. Bên trong cũng rất là nhiều phụ kiện đi kèm nè. Wow, rất nhiều lưỡi nha các anh. Rất nhiều lưỡi câu. Lưỡi mới chưa có sử dụng. Cái này trong được gần 10. 10 nha. 10 vĩ lưỡi. Hàng mới luôn. Chưa qua sử dụng ạ. Một cái thùng phụ kiện với cả lưỡi đi kèm bên trong nha các anh. Và mã số 5. Mã hộp số 5. Hộp này thì sẽ có giá là 300 nha các anh. Hộp mã số 5 có giá là 300.000. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất ạ. Em chào tạm biệt tất cả các anh.